Xin chào tất cả các bạn, tôi mình là Đại Yellow và hôm nay chúng ta sẽ cùng tiếp tục những hành trình với Pokemon Vault Wild Randomizer C-Minus Law. Như các bạn cũng đã biết ở video trước thì chúng ta vừa mới đánh bại được ông Clay là huấn luyện viên trưởng của thành Thái Lan Hồi Đất để thành được huy hiệu thứ 5 trong chuyến hành trình này, đó là huy hiệu Chấn Động. Sau đó thì mình cũng đã đi sang phía bên trái của thành phố đó và đến được cái hang điện này. Trong đây thì mình vẫn chưa bắt con Pokemon hoang dã nào, cho nên đó cũng sẽ là việc đầu tiên mà chúng ta làm. Để cho các bạn xem qua đội hình của mình trước. Thực ra thì như các bạn cũng đã thấy trong cái phần đang cài, chúng ta đã có thêm một thành viên mới trong đội hình, đó là Nella, một con Luxray. Con này thì mình bắt được từ hồi nó là còn là con Shinx ở video trước đó, nhưng mà sau đó thì mình cũng đã luyện nó lên thành cấp 3. Và sau khi mà đến được đến mức này thì nó cũng đã có thêm được hệ bóng tối thay vì chỉ là hệ điện như những cái bản game chính thống. Hệ thống đòn của nó cũng khá là mạnh, Thunder Wave, Crunch, Swagger và Thunder Fang. Những cái đòn gây sát thương đều là những cái đòn công vật lý, cho nên cũng khá là tiện bởi vì tính cách của con này là nâng sức tấn công vật lý và giảm sức phòng thủ vật lý. Mình nghĩ là nếu mà dùng đúng cách thì con này chắc chắn cũng sẽ trở thành một thành viên quan trọng của đội hình của mình trong tương lai. Dù sao thì giả sơ vào cái tên Nella. Nếu bạn nào xem Vua Sư Tử thì cũng sẽ biết cái con nhỏ này ai. Đây là bồ của Simba và mẹ của cô Vu và con nhỏ nào nữa. Nói chung là một nhân vật trong phim Vua Sư Tử và nó cũng là con sư cái. Bởi vậy cho nên mình thấy khá là phù hợp. Dù sao thì trong cái túi của mình còn có một cái TM đòn hệ điện và công vật lý rất là mạnh. Ở đâu ta mà... đây nè, cái đòn này là đòn Wild Charge, sức sát thương là 90, độ chính xác là 100. Cái điểm trừ duy nhất của nó chỉ là khi mà tấn công đối phương thì chúng ta cũng sẽ bị dính recoil, nghĩa là khi mà tấn công đối phương thì mình cũng sẽ bị mất máu chút xíu thôi, nhưng mà cũng là mất. Vì vậy cho nên đòn này cũng có thể coi là rất mạnh, nhưng mà có lẽ trong khoảng thời gian hiện tại thì mình cũng sẽ không dạy cho Nella, bởi vì nếu mà xui xẻo sau đó nó phải chết thì mình cũng sẽ phải xóa đi đòn này, bởi vì chắc chắn đòn này sẽ là mạnh nhất rồi. Và thật sự là mình không có muốn trường hợp đó xảy ra tí nào. Mình biết là trước sau gì thì mình cũng sẽ phải cho đội hình của mình những cái đòn mạnh thôi để đối phó với những cái con Pokemon cao cấp sau này, nhưng mà có lẽ là tới đó ăn tính. Dù sao thì như các bạn nãy cũng đã thấy, đội hình của mình bây giờ có mặt bằng chung là level 45, chỉ có Arceo là 46, nhưng mà chắc chắn là những con này cũng sắp lên được level 46 luôn rồi. Như vậy nha. Dù sao thì bây giờ việc đầu tiên chúng ta phải làm trong cái hang này đó là phải bắt một con hoang dã, và đó sẽ là đây là một con Pokemon huyền thoại Landorus. Con này thì mình chưa bao giờ sử dụng và mình cũng chưa bao giờ bắt, bởi vì hình như là cái con này xuất hiện trong cái thế hệ này phải không, thế hệ thứ 5 hay thứ 6 gì đó, và những cái con mới thì mình không có quan tâm lắm, cho nên mình cũng đã lơ luôn. Dù sao thì mình nhớ là ở một vài video trước á, các bạn hỏi mình rằng nếu mà mình tại sao mình không có cho vô cái luật không sử dụng Pokemon huyền thoại, thì tiện đây mình cũng sẽ giải thích luôn. Đó là bởi vì trong cái bản randomizer, trong cái chế độ chơi randomizer thì tất cả những con Pokemon hoang dã đều sẽ được chỉnh lại và cũng sẽ có phần trăm mình bắt được những con Pokemon huyền thoại luôn. Vì vậy cho nên mình cũng sẽ coi những con Pokemon hoang dã mà mình những con Pokemon huyền thoại mà mình bắt được dưới cái tư cách là Pokemon hoang dã là những con Pokemon thường, và điều đó cũng có nghĩa là mình sẽ được quyền sử dụng chúng trong tương lai. Giải thích đơn giản như vậy thôi. Còn những con huyền thoại mà chúng ta chỉ có thể bắt được ở một chỗ nhất định, giống như là bình thường nếu các bạn vào những cái hang lấy ví dụ là cái bản Red đi ha, nếu muốn bắt Mewtwo thì các bạn sẽ phải vào một cái hang ở thành phố Cerulean, đến được cái chỗ con Mewtwo và nói chuyện với ông nội ơi, trời ơi, quá xui xẻo chó chết, từ từ đổi sang con Pokemon khác, quá không được đụng tới Nella của tao, thật là may mắn. Vì sao thì quay lại chuyện hồi nãy mình đã nói, chúng ta sẽ phải nói chuyện với cái biểu tượng của con Pokemon ở ngoài môi trường luôn. Nếu mà mình gặp những con Pokemon huyền thoại đó thì mình sẽ không sử dụng, còn nếu mà mình gặp những con Pokemon huyền thoại theo cái tư cách là Pokemon hoang dã thì mình sẽ sử dụng. Nói dông dại vậy mong là các bạn hiểu. Nhưng vì sao thì nói ngắn gọn á, sau này mình cảm thấy con này bắt được mình sẽ bắt và mình sẽ sử dụng luôn, còn nếu không thì mình sẽ cho các bạn biết là tại sao mình không sử dụng con đó thì vậy ha. Dù sao thì nãy giờ mình cũng đã để cho Nella bị giật xuống còn máu đỏ mà không có làm gì được hết, cho nên là chúng ta cũng sẽ cố gắng bắt con này. Mình sử dụng cái đòn Rock Smash thì có mạnh quá không ta, bởi vì đòn nào cũng mạnh hết chó chết. Mình nghĩ là mình sẽ sử dụng đòn Rock Tomb này, về sử dụng đòn này đi. Cầu trời cầu Phật là nó đừng có quá mạnh. Ok không sao. Mình có thể sử dụng thêm một lần nữa. Ok. Bây giờ nó lại sọt dance cái nữa. Nếu mà nó sử dụng một cái đòn hệ võ sĩ sau đó hay là đòn thép sau đó thì RKO chắc cũng sẽ chết. Như sao thì né được hả? Thêm một lần Rock Tomb nữa. Giờ có hit, lấy trời lấy vật. Ok. Bây giờ thì chúng ta sẽ phải sử dụng một trái Pokeball.
nha. Đến bây giờ thì mình vẫn chưa có được trái Ultraball nào cho nên cũng hơi bất tiện, nhưng mà chúng ta cùng hy vọng là con này sẽ vào đội của mình. Một Mình nghĩ là trước sau gì mình cũng sẽ phải ru ngủ nó hoặc là gây cho nó một cái trạng thái gì đó, chứ bắt kiểu này là không có được đâu. Để coi trong đội hình của mình còn có nào hay ho không. Nhem nhem, hình như chỉ có con Nela là có loại Thunderway có thể sử dụng được với con Landorus này phải không? Không, mà bởi vì con Landorus này là hệ đất luôn mà, bởi vậy không có thể sử dụng được còn Thunderway. Nói chung hồi nãy tụi nó ra không biết để làm chi nữa. À, không có con nào có đoạn ru ngủ hay gì hết hả? Ông nội ơi, ok, mình sẽ cố gắng ném hết cái đống Pokeball của mình. Không, bây giờ giao nhiêu ta? Khoảng 5 trái nữa đi. Nếu mà trong vòng 5 trái Great Ball nữa mình không có bắt được con Landorus này thì chúng ta cũng sẽ bỏ cuộc, đánh bại nó và coi như là chúng ta và coi như là mình không thể bắt thêm một con Pokemon hoang dã nào nữa trong cái khu vực này. Ok, còn 4 trái. Tại sao vậy? Vào đội của anh đi. Còn 3 trái. À, đừng có sọt dance nữa, ông nội. Không có đoạn nào có thể dịch được máu nó xuống nữa hả ta? Nếu mà mình xài Rock Smash không chừng lại quá mạnh nữa. Không còn cách nào khác, không còn sự lựa chọn nào khác. Chúng ta phải sử dụng thêm 3 trái Great Ball nữa. Mấy trái kia, khoan, để xong cái trái Great Ball này mình xem thử coi mấy trái kia có tác dụng gì hơn đối với con Landorus này hay không. 1 2 3 Trời đất ơi, xém được rồi, ông nội ơi. Thêm trái nữa, được rồi, dần dần thì nó cũng đã chịu vô rồi. Còn 2 trái này là trái thứ 2. 1 Rồi, mình chỉ còn được quyền ném thêm một trái Great Ball nữa thôi. À khoan, từ từ để xem mấy trái kia có tác dụng gì. Cherry Ball, cái này là sử dụng trong một hoặc vài sự kiện gì đó, không có quan trọng lắm. Dive Ball, sử dụng tốt đối với những con Pokemon nào sống dưới nước, con này thì không phải vậy. Net Ball, cái này chỉ có tác dụng khi mà chúng ta đối đầu với những con Pokemon hệ nước hoặc là hệ bọ, cho nên xét chung quy thì vẫn chỉ có Great Ball thôi. Trời đất ơi, gió chết. 1 Ok, xong, mình đã cho nó quá nhiều cơ hội rồi, bây giờ nó không chịu vô hả? Chết luôn đi, quá tuyệt vời quá. Đó chết, thật là đáng tiếc chúng ta không có thể bắt được con huyền thoại đầu tiên mà mình gặp trên chuyến hành trình này. Dù sao thì ở đây Tadakatsu cũng đã lên được level 46 và bên cạnh đó thì Nela cũng đã bị giật xuống còn máu đỏ, mình sẽ hồi máu cho nó tí xíu và sau đó thì chúng ta cũng sẽ sử dụng một cái repel để đi qua khỏi chỗ này mà không bị quấy rầy bởi mấy cái con Pokemon hoang dã khác. Ok, và hiện tại thì Tadakatsu cũng đã lên được level 46 cho nên mình nghĩ là mình sẽ đổi sang một con khác. Mình nghĩ là Z đi ha. Ok, đổi Z sang đây. Đúng rồi. Ở video trước thì con RKO nó chết phải không? Hồi nãy mình chưa nói với các bạn. Trong cái video trước khi mà nó chết mình cũng đã thấy cái đòn chết của nó và mình nghĩ cái đòn đó là mạnh nhất. Mình đã thấy cái đòn đó bằng cái đòn Rock Smash ở đây. Sát thương cũng không có mạnh lắm, hệ võ sĩ cho nên cũng không có được tăng bao nhiêu. Cho nên là cũng hơi tệ, nhưng mà bởi vì bây giờ mình hết đòn để dạy cho nó rồi cho nên cũng không biết sao. Mình hy vọng là sắp tới mình có thể bắt được một con hệ bay khác đủ mạnh để làm dự bị cho RKO. Nhưng mà cũng không biết sao đó. Như sang thì ở đây chúng ta cũng sẽ sử dụng Super Repel để có thể có một chuyến hành trình yên bình qua cái hang điện này. Ở đây thì chúng ta lại gặp Bianca. Bây giờ nó có thách đấu này không? Lần này thì nó đem theo bà giáo sư nữa cho nên chắc cũng không có thách đấu đâu hả? Sau khi gặp lại thì bà này sẽ nói linh tinh bà gì đó về mấy cục đá lơ lửng trong cái hang này và cho mình bà cho mình mấy cái Lucky X. Nếu bạn nào quên rồi thì mình sẽ nhắc lại cái món đồ này. Khi mà cho một con cầm thì cái lượng kinh nghiệm nhận được sau mỗi trận đánh sẽ được tăng lên. Mình không có nhớ là tăng bao nhiêu, hình như tăng gấp đôi hay tăng 10% gì đó cũng không biết nữa. Nhưng mà là sẽ có tăng, sẽ có được sự gia tăng về số kinh nghiệm chúng ta nhận được cho nên cũng khá là tiện. Hiện tại thì mình nghĩ là bởi vì mình luôn luôn chơi cái trò luyện level sau mỗi video hoặc là mỗi 2 video cho nên cũng không có quan trọng lắm hả. Hiện tại thì mình cũng sẽ không cho con nào cầm cái đó cả và mình sẽ xem xét lại, nếu mà có gì thay đổi thì mình sẽ tính sau. Còn bây giờ thì chúng ta cũng sẽ cùng khám phá cái hang này xem coi có gì thú vị hay không. Ở đây có thằng huấn luyện viên này không?
Ok. Nó có hai con Pokemon và đầu tiên là Exu. À, con này thì mình cũng chưa bao giờ bắt. Mình hy vọng là mình sẽ gặp được con Pokemon này trong tương lai. Con này là một trong những con Pokemon mà hệ rồng mà mình thấy khá là oai và mình vẫn luôn luôn muốn có nó trong đội hình, nhưng mà bởi vì cái thời gian mình chơi Black 2 hay là White 2 cũng không có được lâu lắm, cho nên mình cũng không có cơ hội gặp được nó. Vì sao thì một đòn Dragon Rush từ Z cũng có thể đủ mạnh để hạ gục được con Exu kia. Và tiếp theo sẽ là Dragon Nail, mình vẫn sẽ tiếp tục sử dụng Z ở đây cùng với cái đòn Dragon Rush của nó. Mình không biết tại sao, nãy mình vừa mới đề cập là cái độ chính xác của đòn Dragon Rush chỉ có 50 thôi, cho nên là mình không biết tại sao mình lại hên đến mức có thể đánh được con Exu ngay trong cái lượt đầu tiên. Nhưng mà sau đó thì chúng ta cũng đã hụt ở cái lượt đầu tiên khi mà đối đầu với con Dragon Nail ở đây. Dù rằng ở tới lượt thứ hai thì cái đòn đó cũng đã dính và chúng ta cũng đã hạ gục con Pokemon này, nhưng mà chỉ thắc mắc như vậy thôi. Như sao thì chỗ này xong rồi hả, có gì nữa không? Tại sao lại có hai cục đá ở đây? Mình nghĩ là đúng rồi, sau đó mình đẩy xuống đây thì sẽ chúng ta sẽ đi được vào cái đường này. Có thằng ông giáo sư ở đây nữa. Mình có nên mình thách đấu với ông đi mà cũng không có gì làm. Ok, để xem coi ông giáo sư hay ông tiến sĩ này có những công con gì. Ông chỉ có một con Pokemon thôi và đó sẽ là Clang, con bánh răng. Gì chắc đâu có đòn này hệ võ sĩ hay là hệ lửa đâu. Từ để xem lại đã. Ok, nó không có đòn nào như vậy cả, cho nên chúng ta cũng sẽ đổi sang một con Pokemon khác. Hai con mình có Bucky nè, Bucky có đòn jump kick hệ võ sĩ, cho nên mình nghĩ là cũng có thể dễ dàng đối phó với con Pokemon này. Xem coi làm sao. X attack và jump kick. À đúng rồi, quên đề cập tới việc này. Cái gì vậy? Trời đất ơi. Hồi nãy cái đòn jump kick của con Bucky bị hụt và sau đó thì nó cũng đã phải nhận một lượng lớn sát thương từ cái hiệu ứng đó. Khá là tệ. Ok, bây giờ mà Bucky hụt thêm một lần nữa thì mình nghĩ là nó cũng sẽ chết, nhưng mà giáo lâu. Ok, lần này thì nó đã dính và như vậy thì Clan cũng sẽ bị hạ gục luôn. Và sau này thì Bucky cũng sẽ lên được level 46. Nhưng mà dù sao thì quay trở lại cái chuyện hồi nãy mình định nói. Đó là ở video trước thì các bạn thấy con Buggy là có cái sừng, ở trên cái sừng của nó, trên cái gạt của nó sẽ là những cái bông hoa chứ không phải là mấy cái lá như thế này. Đó là cái dạng dạng Sunsbug hệ mùa xuân, dạng Sunsbug ở mùa xuân. Trong cái đó thì con Pokemon này sẽ có những cái cánh hoa trên cái gạt của nó thay vì lá. Nếu mà mình sang mùa thu thì mấy cái lá này sẽ biến thành màu đỏ hay màu vàng, mình quên mất rồi. Và mùa đông thì mấy cái này sẽ biến thành màu trắng rất là đẹp. Thật sự là mình muốn có một con Sunsbug, một con Bucky dạng mùa đông trong đội hình, nhưng mà rất đáng tiếc là bây giờ không phải cái thời điểm đó, cho nên chúng ta cũng không có làm như vậy được. Dù sao thì chúng ta cũng đã hạ gục được xong ông tiến sĩ đó và ở đây thì Rebel nó cũng hơi tác dụng rồi, mình sẽ xài thêm một lần nữa ở đây và chúng ta cũng sẽ cùng tiếp tục. Mình cứ nhớ là trong những cái trong cái bản Black hoặc là bản White hoặc là Black 2 và White 2 á, khi mà chúng ta sử dụng hết Repel á, thì nó sẽ tự hỏi là có muốn sử dụng tiếp hay không, và mình có thể ấn Yes rồi từ đó nó cũng sẽ tự xài luôn. Nhưng mà trong đây mình cũng không biết tại sao nó không tự sử dụng mà mình phải làm thủ công như vậy, khá là phiền. Nhưng mà ở đây có thể có một cái đám cát gì nè. Ở đây thì chúng ta lượm được một cái rock jam, cái này hình như là tăng sức sát thương cho những cái đòn hệ đá, và cái đó chỉ được sử dụng có một lần duy nhất trong trận đánh không ta, không có nhớ nữa. Nhưng mà thật sự là mình không nghĩ là mình cũng sẽ sử dụng mấy cái thứ này trong tương lai, cho nên là với sao cũng được. Chứ sao thì ở đây chúng ta lại gặp một huấn luyện viên khác và ông này sẽ sử dụng cái tuổi bronze này quá. Ok, một lần nữa thì chúng ta lại gặp Pokemon hệ thép. Con này hình như có hệ sinh nữa phải không? Mình sẽ sử dụng thử cái đòn Dark Pulse coi nó có gây được bao nhiêu sát thương hay không. Ok, không được nhiều cả. Nhưng mà chắc cũng đâu cần phải tới chắc chắn cũng sẽ phải tới 3 lượt thì chúng ta mới hạ gục được con này. Nhưng mà và như vậy là Bronzong cũng đã bị đánh bại. Như vậy thì Z có đủ kinh nghiệm để lên level 46 không ta? Thiếu còn nữa. Tiếp theo sẽ là Relicant. Con này là hệ đá và hệ nước. Mình nghĩ là mình sẽ sử dụng Nela trong tình huống này, bởi vì nó có đoạn Thunder Fang hệ điện, cho nên có thể cũng sẽ gây được một lượng sát thương khá. Mình biết là con Relicant này thì sẽ có sức phòng thủ vật lý khá là cao bởi vì nó là hệ đá, nhưng mà cứ phải thử xem đã. Ok.
Nó có cái cả, nó có luôn cả cái khả năng study, nghĩa là chúng ta không thể hạ gục đó ngay ở lượt đầu tiên. Nhưng mà cái đó cũng không ảnh hưởng gì nữa, bởi vì một đòn crunch ở đây cũng là đủ để hạ gục được con cá này. Và như vậy thì Neller cũng sẽ không lên được level 46 hả? Công ơn cuối cùng là Caracoaster. Con này hình như là cái con rùa mà mình đã đề cập ở những video trước. Cho nên là bây giờ bây giờ con Neller nó ngủ rồi, cho nên mình nghĩ là mình sẽ sử dụng cái lượt đầu tiên để kêu nó dậy, thay vì đổi sang một con khác ra, như vậy thì cũng sẽ tiện lợi hơn. Ok, thêm một cái awakening. Đến cái thị trấn tiếp theo thì mình cũng sẽ phải bỏ tiền ra để mua một vài cái giải dị trạng, nhưng mà cứ phải xem đã. Ok, từ từ. Thunder Fang. Và như vậy thì Caracoaster cũng sẽ bị ok, phải tới 2 lượt lần hả? Cũng được, không sao, không ảnh hưởng gì cả. Thêm một đòn crunch nữa và Caracoaster, con rùa tiền sử, cũng sẽ bị hạ gục. Và sau cái trận đánh này thì Neller cũng sẽ đủ kinh nghiệm để lên được level 46. Và xong rồi hả? Ok, bây giờ thì chúng ta cũng sẽ cùng tiếp tục. Ở trên đây có một cục đá lơ lửng nè, phải không? Cục này không đẩy được á. Ôi cũng sao cũng được. Bây giờ thì mình cũng sẽ tiếp tục xuống dưới phía nam của cái hang này, xem coi có gì hay ho hay không. Thích khách. Đây là là mấy thằng đệ của thằng em không ta? Vậy là sắp tới thì tụi nó nói với mình là team Plasma đang đợi mình ở phía dưới kia, cho nên là ok, có lẽ là trong khoảng nửa tiếng hay một tiếng sắp tới mình cũng sẽ phải đối đầu với khá nhiều tụi team Plasma. Mình để ý là đến cho đến cái lúc mà mình làm mấy cái video Pokemon theo kiểu trực tiếp như thế này thì cái thời lượng video nó dài hơn khá là nhiều. Hồi đó thì hình như dài nhất của mình chỉ là khoảng 16 phút thôi hả? Khoảng 15 phút hay sao đó. Mà bây giờ mình mới đi được có khoảng 1/3 cái hang này thôi, nhưng mà cũng là 17 phút rồi. Cho nên là cũng không biết sao, có thể là trong video cái khu vực hang này mình cũng sẽ không thể làm đủ cho một video được. Cũng không biết nữa, để xem coi cái tụi team Plasma nó có xuất hiện ngay ở dưới cái tầng này hay không. Và nếu mà được á thì mình nghĩ là mình cũng sẽ thách đấu với nó và sau đó đi ra ngoài khu vực tiếp theo luôn. Còn nếu không thì mình nghĩ là mình sẽ phải phân cái khu vực này ra thành hai video lận. Cũng không biết sao nữa. Dù sao thì con Durant này hệ bò và hệ thép. Không có con nào hệ võ sĩ hết hả? Mình sẽ phải sử dụng Tadakatsu trong tình huống này, bởi vì cả Z lẫn Roxy đều không có đòn nào để khắc chế con Durant này cả, cho nên là tình thế bắt buộc rồi. Ok, một đòn bug bite. Đồ má, hồi nãy mà mình để con Z ở đó là không chừng nó cũng đã chết luôn rồi. Thật là may mắn. Dù sao thì chúng ta sẽ sử dụng một cái đòn Sacred Sword. Nó sử dụng trước hả? Mình cũng không biết tại sao nó tấn công trước nữa, nhưng mà sao cũng được. Ở đây thì một đòn Sacred Sword. Sacred Sword không đủ để hạ gục nó hả? Ok, thêm một lần Sacred Sword nữa và chúng ta cũng sẽ hạ gục được con kiến này. Ok, mình không biết là cái critical hit giúp mình hạ gục nó hay là mình có thể đánh nó bằng theo kiểu thường cũng được, nhưng mà sao cái đó cũng không quan tâm. Ở đây thì chúng ta lại tiếp tục sử dụng một cái đòn Sacred Sword nữa đối với con Ferrothorn này và tại sao sau này mấy con này nó mạnh quá vậy, cấp tới 6 level lận mà tụi nó vẫn quá đưa, không thể chấp nhận được. Vậy đấy ơi. Ok, thêm một đòn Sacred Sword nữa và chúng ta cũng sẽ hạ gục được Ferrothorn. Qua đó thì Tadakatsu cũng đâu lên được level 47 đâu hả? Mong là lên được nửa level 46. Ok, cũng gần nữa rồi. Dù sao thì ở đây chúng ta cũng sẽ cùng đi xuống cái tận bên dưới và xem coi có gì hay ho hay không. Ok, đây không có team Plasma, mình nghĩ là chúng ta sẽ phải đi một đoạn đường khá là dài nữa. Ok, ở đây có thêm một đống Nugget. Hai người này đều cho mình Nugget đó. Ok, nếu mà mình bán cho shop thì cũng sẽ được 10.000. Bên đây có đường đi và ở trên đây cũng có đường đi. Ở đây có cái đám cát nè. Và trong cái đám cát này mình sẽ gặp được một con đó. Đây là Entei. Oh my goodness, trong cái hang này thì mình gặp tới hai con Pokemon huyền thoại lận. Nhưng mà hồi nãy như mình đã nói thì con này mình sẽ tính theo kiểu hoang dã, và bởi vì mình đã bắt một con Pokemon hoang dã, mình đã có cơ hội bắt được một con hoang dã trước, đó là con Landorus rồi, cho nên là theo lý mình sẽ không thể bắt con này, vì vậy cho nên chúng ta cũng sẽ cùng chạy. Thật là đáng tiếc. Như sao thì mình nghĩ là mình cũng sẽ đi lên đây xem coi có gì hay ho hay không. Ở đằng kia có team Plasma kìa. Ok, mình cũng sẽ đi thẳng lên đó luôn và xem coi chúng ta có thể hạ gục tụi nó ngay trong video này và đi đến được khu vực tiếp theo hay không.
Ở đây thì mình cũng đã sử dụng lại một cái Super Repair. Ở đây thì lại chúng ta kiếm được một cái Fire Gem. Cái này thì cho Pokemon hệ lửa cầm thì nó sẽ được tăng sát thương của hệ lửa trong một lượt duy nhất. Dù sao thì để chắc chắn chúng ta cũng sẽ cùng khám phá cái khu vực này tí xíu. Ở đây có một ông bác sĩ nè. Khoan, nếu mà khu vực này dẫn tới cái tụ tim Plasma, nghĩa là hồi nãy nếu mà mình đi qua bên trái thì cũng sẽ có một khu vực khác không có liên quan đến cái mục game chính, đúng không? Có thể là nếu mà mình muốn khám phá thì mình sẽ phải đi qua hướng bên đó. Như vậy thì xét ra cái hang này cũng khá là bự và mình cũng không biết nên đi như thế nào. Cho nên là biết sao không? Bởi vì mình nghĩ là chúng ta cũng đã gần tới cửa ra rồi, cho nên mình cũng sẽ cố gắng đánh bại team Plasma càng nhanh càng tốt và sau đó đi đến được khu vực tiếp theo luôn. Và nếu mà trong video sau mình vẫn còn thời gian, sau khi kết thúc video này mà mình vẫn còn thời gian, mình đủ rảnh á, thì chúng ta cũng sẽ cùng quay lại cái chỗ này. Không, ý mình nói là mình sẽ tự quay lại cái chỗ này khám phá nó, và nếu có gì hay ho thì cũng sẽ cho các bạn xem. Dù sao thì ở đây Z của mình đang gặp khó khăn đôi chút khi mà đối phó với con Reuniclus hay sao đó, mình cũng không để ý cái tên nó là gì nữa. Và chúng ta phải cần tới 3 lượt của Dark Pulse mới có thể hạ gục được con Pokemon siêu linh này. Cha nội này còn có cả 2 và pháo xanh nữa. Ok, vậy thì 3 lượt. Ok, hơi mệt rồi nha móa. Bây giờ mà nó sử dụng thêm một đòn nào đó nữa chắc Z của mình cũng sẽ chết, cho nên mình nghĩ là mình sẽ đổi sang một Pokemon khác và đó sẽ là Roxy. Bởi vì nãy giờ trong video này thì Roxy vẫn chưa được xuất hiện bất cứ một lần nào cả, cho nên cũng khá tội. Chứ sao thì nó đúng rồi. Mình tưởng đòn Dizzy Punch là hệ võ sĩ chứ ta, và như vậy thì nó cũng sẽ gây được hiệu ứng Super Effect đối với Roxy. Nhưng mà có vẻ như là mình đã sai. Chứ sao thì ở đây chúng ta sẽ sử dụng một đòn Strength và Reuniclus cũng đã bị hạ gục ngay ở lượt đầu tiên Roxy xuất hiện. Z ở đây thì cũng đã lên được level 46 và sau trận này thì đội hình của mình cũng sẽ được hồi máu. Ok, thật là tuyệt vời. Và mình nghĩ là bởi vì Z cũng đã lên được level 46 rồi, cho nên mình sẽ đổi Roxy lên trên đầu để nó có thể bằng bạn bằng bè luôn. Và bây giờ thì chúng ta cũng sẽ cùng thách đấu với mấy thằng team Plasma ở trên đây và cố gắng đi ra khỏi cái hang này đến khu vực tiếp theo càng sớm càng tốt. Và tôi 3 con Pokemon lận. Tại sao tụi này nó sử dụng nhiều con Pokemon quá vậy? Tại sao không chỉ là một hoặc hai con thôi? Thiệt là phiền. Dù sao đây là Croc và hình như Roxy không có đòn nào có thể khác được con này phải không? Mình sẽ sử dụng đòn Headbutt xem coi có gây được nhiều sát thương hay không. Ok, nó có đòn đào đất. Như vậy Roxy sẽ gặp khó khăn. Mình sẽ sử dụng RKO trong tình huống này để né cái đòn đào đất là một. Thứ hai là bởi vì cái đòn mới của RKO, đòn Rock Smash là hệ võ sĩ nữa, cho nên chúng ta cũng sẽ gây được khá sát thương cho con cá sấu này. Mình có nên sử dụng U-turn đâu. Cứ sử dụng Rock Smash rồi không cần tới U-turn đâu. Ok, và như vậy thì Croc cũng đã bị đánh bại. Và con Pokemon tiếp theo mà thằng này tung ra sẽ là Scrafty. Scrafty cũng là hệ bóng tối không ta, mình nhớ là như vậy. Bây giờ thì chúng ta cũng sẽ cùng thử xem một cái đòn U-turn coi nó sẽ gây được bao nhiêu sát thương. Không có mạnh lắm hả? Mình nhớ đòn U-turn sát thương cũng nhiều lắm mà. Cũng không biết sao nữa. Dù sao thì ở đây chúng ta cũng sẽ sử dụng mình nghĩ là mình sẽ tung ra Tadakatsu trong trường hợp này và sử dụng cái đòn Sacred Sword của nó xem coi như thế nào. Mình nhớ là con Scrafty này là hệ bóng tối mà ta, cũng không biết nữa. Xem thôi, Sacred Sword gây được bao nhiêu sát thương. Ok, ủa vậy là mình nhớ đúng hả ta, con này là hệ bóng tối hả? Vậy sao nãy cái đòn U-turn nó không có tác dụng, mình cũng không biết nữa. Bởi vì bình thường hệ bóng tối sẽ bị khác với hệ côn trùng, cho nên cũng không biết sao. Dù sao thì con Pokemon cuối cùng sẽ là Watchtower. Và trong cái lượt này thì mình cũng sẽ sử dụng luôn cái con Tadakatsu cùng với đòn Sacred Sword của nó để hạ gục được luôn con cây dũi này và kết thúc trận đấu đầu tiên với thành viên đầu tiên của tụi team Plasma trong khu vực này. Ok, bây giờ thì xem coi chúng ta trên đó có thêm một đứa nữa. Mình hy vọng là sẽ không có một lố khoảng 5 hay 6, 7 đứa gì đứng đợi mình, bởi vì như vậy sẽ rất mất thời gian. Ôi trời đất ơi, thằng này lại là 3 con Pokemon khác nữa. Đầu tiên là Electric, con này là hệ điện phải không? Vậy thì hệ đá cũng sẽ không có tác dụng nhiều lắm, nhưng mà cứ phải thử đã. Một đòn Strength. Và Electric cũng đã bị hạ gục ngay ở lượt đầu tiên, tuyệt vời. Và ở đây thì Roxy cũng đã lên được level 46. Tiếp theo là Burnett. Burnett là hệ ma, cho nên mình sẽ tung ra một con Pokemon hệ bóng tối là Neller. Và nó cũng có thể sử dụng cái đòn Crunch để hạ gục được con ma này ngay lượt đầu tiên. Ok, xem coi sao.
Này thì bần nét. Và như vậy thì chúng ta cũng đã hạ gục được hai con rồi. Và cuối cùng sẽ là Crawdon. Con này cũng không biết nó, mình biết nó là hệ nước nhưng mà hệ còn lại là gì, hình như hệ đá hay sao đó. Cho nên là chúng ta cũng sẽ chơi liền và tung AKO ra. Đáng lẽ nên tụi ta đã cắt xu ra. Bởi vì nếu mà thằng kia nó sử dụng một cái đòn nước hay sao đó thì AKO cũng sẽ gặp rất là nhiều nguy hiểm. Thế sao thì giờ chúng ta sẽ thử một cái đòn Rock Smash ở đây, xem coi gây được bao nhiêu cho Crawdon. À, cũng khá là mạnh. Chúng ta sẽ cần tới 2 lượt để hạ gục được con tôm này. Nhưng mà cái đó cũng không có ảnh hưởng gì cả, bởi vì AKO vẫn đang đầy máu. Tuyệt vời. Và như vậy thì chúng ta cũng đã hạ gục được đứa team Plasma thứ hai. Bây giờ thì đến đứa thứ ba. Rồi ở trên kia có tới 2 đứa team Plasma lận. À, tới 5 đứa trong khu vực này, mẹ kiếp. Và không chừng trên đó còn có thêm cả 10 đứa hay là 20 đứa nữa. Thiệt là phiền. Ok, con này tới 4 con lận. Đầu tiên là Ponya. Ok, Ponya thì mình không thể sử dụng Roxy được rồi. Hệ thép và hệ bóng tối rất là khủng khiếp. Mình sẽ sử dụng Bucky trong trường hợp này để cái đòn jump kick của nó có thể nhận 4 sát thương. Đây là một đòn slash. Và Bucky sẽ sử dụng một cái đòn jump kick ở đây để hạ gục được con Ponya này. Thật ra là mình trước giờ mình cũng muốn bắt được một con Ponya lắm, nhìn nó khá là oai, nhưng mà cũng chưa bao giờ gặp được. Giờ thì tiếp theo sẽ là Scraggy. Và con này thì cũng tương tự như hồi nãy thôi, chúng ta cũng sẽ sử dụng một cái đòn jump kick. Và Scraggy sẽ bị hạ gục ngay lượt đầu tiên. Con Pokemon thứ ba mà đứa team Plasma này sở hữu sẽ là Cacturn. Cacturn là con xương rồng không ta, mình nhớ là như vậy. Ok, mình sẽ thử tung AKO ra. Đúng rồi, đây là con xương rồng. Và mình sẽ sử dụng một cái đòn U-turn ở đây để có thể, như một đòn U-turn sẽ cũng sẽ được nhân 4 sát thương mà phải không, con này hệ cây và hệ bóng tối lận. Cho nên là AKO cũng sẽ hạ gục được con đó ngay từ đầu tiên mà không cần mất máu. Và con cuối cùng sẽ là, ủa nó không nói hả? Ok, sao cũng được. Mình sẽ tung ra Nailer trong trường hợp này và cầu tài. Ok, con Pokemon cuối cùng của thằng team Plasma sẽ là Mightiner. Và con này thì mình đã tính toán sai lầm khi mà tung ra Nailer, nhưng mà dù sao thì một đòn Thunder Fan chắc cũng đủ chứ hả? Mình không có ngờ là một đòn Thunder Fan có thể hạ gục được Mightiner trong cái lượt đầu tiên. Nhưng mà sao cũng được, mình khá là vui vì điều đó. Bây giờ thì chúng ta cũng sẽ cố gắng đánh bại hai đứa team Plasma cuối cùng và tìm đường ra khỏi cái hang này. Mình thấy ở trên góc nó có một cái chân hay gì đó nữa. Như vậy là có ít nhất một đứa team Plasma nữa, chứ không phải chỉ là hai đứa này không, cho nên cũng khá là phiền. Dù sao thì con Pokemon đầu tiên của con nhỏ này là Gabardor, cấp tiến hóa của Chirpish. Và mình nghĩ là một đòn strength, hai đòn strength của Roxy có thể đủ để hạ gục được con Pokemon này. Ok, đúng là phải cần tới 2 lượt. Thêm một đòn Rock Blast chắc là đủ chứ. Nó sử dụng đòn Toxic mẹ kiếp. Tí nữa chắc lại phải mất Antidote rồi. Nhưng mà dù sao thì chúng ta cũng đã hạ gục được con Pokemon đầu tiên của con nhỏ này. Tiếp theo sẽ là mất máu. Ok, tiếp theo sẽ là Weezing. Mình nghĩ là mình vẫn sẽ sử dụng Roxy sau trận đấu này. Thì chắc nó cũng không có lên được level 47 đâu, nhưng mà mình nghĩ là mình cũng sẽ đổi sang một con Pokemon khác để xem coi như thế nào. Dù sao thì đòn đầu tiên mà Weezing sử dụng là Double Hit, và như đó là không đủ để gây sát thương cho Roxy. Ở đây thì một đòn Strength cũng không thể giết được con Weezing ngay được đầu tiên, nhưng mà sao cũng được. Thêm một lần Strength nữa chắc là đủ chứ hả? Ok, và Roxy sau trận đấu này thì cũng sẽ lên được khoảng 2/3 cây kinh nghiệm, cũng khá là tốt chứ hả? Dù sao thì ở đây mình cũng sẽ giải độc cho nó bằng một cái Antidote. Đâu đó, đây nè. Và yeah, mình nghĩ lại rồi, mình nghĩ là mình vẫn sẽ tiếp tục sử dụng Roxy trong cái hang này cho đến khi mà nó lên được level 47 hoặc là xuống tới máu đỏ. Như vậy thì chắc cũng sẽ tiết kiệm hơn. Để xem coi sao. Ở trên kia có tới hai đứa team Plasma đang đợi mình nữa. Thiệt là phiền. Như sao thì con đầu tiên mà thằng này sử dụng sẽ là một con Arbok. Và mình nghĩ là một đòn strength chắc đủ chứ hả? Con này là hệ đá thì không thể hắt được hệ độc đâu, nhưng mà mình mong là như vậy cũng là được rồi. Ok, này thì Arbok. Mình hồi nãy mà thật ra mình cũng không có tin tưởng lắm vào cái khả năng là chúng ta cũng có thể hạ gục được con Arbok ngay trong lượt đầu tiên, nhưng mà rất may mắn là mình cũng đã làm được.
Như sau thì con tiếp theo sẽ là Fire Bloom, và không có lý do gì mà mình không sử dụng con AKO trong trường hợp này. Thật sự là bây giờ mình chỉ có AKO có thể khắc chế được con Fire Bloom này thôi, bởi vì chúng ta sẽ phải cần một là hệ siêu linh, hai là hệ bay, và trong đội hình của mình thì không có con siêu linh nào đó, cho nên là chỉ còn có AKO là phương án khả dĩ nhất thôi. Như sao thì AKO sau khi hạ gục được con cái bông hoa này thì nó cũng đã lên được level 47, và con Pokemon cuối cùng mà thằng Team Plasma này sở hữu là một con Hot Crown. Mình sẽ tung ra đáng lẽ là nên tung ra Roxy luôn để nó có thể lên được level tiếp theo. Như vậy thì chúng ta cũng có thể dành thời gian để luyện những Pokemon khác. Tính toán sai lầm. Dù sao thì một đòn Thunder Fang chắc là đủ để hạ gục được con quả này rồi chứ hả. Ok. Còn 3 đứa nữa thôi, quên, còn 2 đứa nữa thôi, cố lên. Ok. Đẩy cục đá này qua đây và ở dưới kia còn có đường để đi nữa hả? Mẹ kiếp, hình như là hồi nãy đáng lẽ là mình nên bỏ thời gian này để khám phá cái hang này. Và nếu mà mình có thời gian rảnh hoặc là bình thường, nếu mình muốn làm video dài hơn thì mình cũng sẽ khám phá luôn. Nhưng mà bây giờ mình nghĩ là chúng ta nên cố gắng nhanh chóng đến được cái thị trấn Irvin, cái khu vực tiếp theo. Cho nên là chúng ta cũng sẽ cố gắng đánh bại 2 đứa này và đi ra khỏi cái hang này luôn. Như ra thì con Pokemon ở đây chúng ta sẽ gặp là Explow và Roxy. Không có đòn này để ăn nữa. Ok, mình nghĩ là mình sử dụng một cái đòn Headbutt ở đây xem coi sao. Nó mới sử dụng cái đòn Storm, mình tưởng là nó sử dụng cái đòn Double Kick hay gì đó. Như vậy thì Roxy cũng sẽ gặp rất là nhiều nguy hiểm, nhưng mà rất may mắn là điều đó là không xảy ra. Ok, Headbutt không mạnh lắm hả, mà thử cái đòn Strength coi sao. Super 6 này. Ok, Roxy. Mẹ kiếp. Bây giờ nếu mà mình sử dụng đòn Strength theo trong cái lượt này và mình hụt hoặc là mình tự đánh bản thân á, thì không chừng Roxy cũng sẽ bị hạ gục luôn. Và mình sẽ không chơi liều nữa. Mình tự hứa với bản thân sẽ không chơi liều bất cứ lần nào trong cái video, trong cái series này nữa. Cho nên là mình cũng sẽ đổi ra con Nela ở đây và sử dụng một cái đòn Thunder Fang để hạ gục được con Explow này. Ok, này thì Explow nè. Và sau cái này thì Nela cũng sẽ lên được level 47 cùng với Roxy. Ok, tuyệt vời, một công đôi việc. Bây giờ thì chỉ còn một thằng Team Plasma thôi. Mình có thể khám phá cái hang ở dưới đây, nhưng mà mình nghĩ là chúng ta cũng sẽ dành cái việc này trong cái phần đăng cày ở video tiếp theo, hoặc là mình cũng sẽ tự khám phá để xem coi có gì hay ho không. Và nếu được thì mình cũng sẽ cho các bạn xem. Còn nếu không có gì đáng chú ý thì mình cũng sẽ tour qua luôn. Dù sao thì mình sẽ đổi Z lên đầu. Đáng lẽ là mình nên đổi những con mạnh hơn tí, dạng như Tadakatsu hay là một con nào đó khác, mình quên mất cái tên đó rồi. Nhưng mà dù sao thì Z chắc cũng đủ mạnh chứ hả. Con của mình duy nhất mà thằng này sở hữu là Garbodor, một cái bịch rác nữa. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ thử sử dụng hai lần Dragon Rush xem coi như thế nào. Mình nghĩ là như vậy cũng sẽ đủ chứ hả. Một nè, này thì Garbodor. Ok, cũng phải đợi tới hai lượt lần. Nó có đòn Pain Split. Khá là lợi hại. Đòn này thì sẽ cộng máu của hai đứa lại và chia đôi ra. Cũng khá là bất tiện. Như sao thì nó mới bị flinch và không thể tấn công trong lượt đó. Tuyệt vời. Ở đây thì mình sẽ sử dụng một cái đòn Strength và kết thúc cái bọc rác này. Như vậy thì Z cũng sẽ đủ kinh nghiệm để lấp đầy một nửa cây của 46. Không tới một nửa nữa mẹ kiếm. Ok, dù sao thì chúng ta cũng đã hạ gục được cái thằng Team Plasma cuối cùng trong cái chỗ này. Và bây giờ thì mình sẽ đi lên cái cửa ra của cái hang này. Ở đây vẫn còn huấn luyện viên nữa. Ở đây có quá nhiều huấn luyện viên rồi mà kiếp. Ở đây có thằng em nữa nè. Nhem. Sao ta. Mình có nên hồi máu sau đó thách đấu. Mình nghĩ là nếu mà mình tiến ra đây á, thì chắc chắn là mình cũng sẽ có một trận đấu với Ian. Cho nên là mình sẽ quay lại cái chỗ nãy tí. Bây giờ thì chúng ta cũng sẽ đi lại cái chỗ ông bác sĩ hồi nãy để ổng hồi máu cho đội hình của mình. Và sau đó thì mình cũng sẽ đi ra cái chỗ của ông Ian để xem coi nó có thách đấu với mình hay không. Còn những cái huấn luyện viên khác á, thì mình nghĩ là mình cũng sẽ tour qua luôn. Dạng như là mình sẽ tự chơi mấy đứa đó hay sau đó, chứ không cho các bạn xem, bởi vì như vậy sẽ rất là tốn thời gian. Dù sao thì ở đây mình sẽ sử dụng thêm một cái Super Repel nữa và chạy thục mạng đến cái chỗ ông bác sĩ kia để ông có thể hồi máu cho đội hình của mình. Đây nè. Ok, và như vậy thì đội hình của mình cũng đã được hồi đầy máu. Bây giờ thì chúng ta cũng sẽ cùng đi đến cái chỗ mà mình nghĩ là cửa hàng để thách đấu với An và có một trận đấu ra trò. Ok, đẩy cái cục này lên đây và sau đó đi lên đây và đi qua đây. Như vậy thì chúng ta cũng sẽ đến được cái tầng ở trên. Và đây là En.
Ủa phải đây anh ta. Đã đúng rồi đây nè. Ok, đó là cửa hàng mình thấy được rồi. Bây giờ thì chúng ta cũng sẽ cùng có một trận đấu với Ian. Ok, thằng Ian trong cái lượt nó có tới 6 con Pokemon lận. Hình như lần trước mình gặp nó chỉ có 5 con thôi phải không? Cho nên cũng hơi tệ. Nhưng mà dù sao thì con Pokemon đầu tiên mà nó sử dụng là Rotom, một con Pokemon hệ ma và hệ điện. Cho nên là Z cũng sẽ có được một số lợi thế nhất định từ cái đòn Dark Pulse của nó. Xem coi như thế. Nó có Substitute. Này thì Substitute. Chúng ta cũng đã hạ gục được con đệ. Hả? Ok, chúng ta hạ gục được con đệ của Rotom hồi nãy. Hết hồn, tưởng không đủ mạnh luôn. Ok, thêm một đòn Dark Pulse nữa xem coi Rotom có thể chịu được hay không. Lại là một đòn Substitute nữa. Khá là phiền. Ok, lượt thứ ba xem coi Rotom có chịu được hay không. Nó có Will-O-Wisp. Như vậy thì Z cũng sẽ lâm vào trạng thái phỏng và sức tấn công vật lý của nó sẽ cũng sẽ bị giảm đi tí xíu. Nhưng mà dù sao thì chúng ta cũng đã hạ gục được con Pokemon đầu tiên của N là Rotom. Và con Pokemon tiếp theo mà thằng này sẽ tung ra là lại là một con Rotom nữa. Ok, mình nghĩ là mình vẫn sẽ sử dụng Z trong trường hợp này. Tại sao không? Bởi vì thật sự là nó giảm sức tấn công vật lý thôi, chứ sức tấn công phép thuật của nó vẫn được giữ nguyên chứ hả. Như vậy thì mình cũng sẽ gây được khá sát thương đối với con Rotom. Ê. Được rồi, có hai chuyện. Thứ nhất là mình không, lúc mà nãy mình ảm nhảm thì mình không có để ý mình không có để ý rằng cái con Rotom này là hệ băng. Cái thứ hai là mình không ngờ rằng con này có thể nhanh hơn con gì. Cho nên là cũng hơi tệ. Dù sao thì Tadakatsu ở đây vừa mới tung ra cũng đã bị tê liệt từ cái đoạn Thunder Wave của nó. Và cái đoạn Aqua Tail cũng không đủ để hạ gục được con Rotom trong lượt đầu tiên. Nhưng mà mình hy vọng là lượt thứ hai sẽ khá hơn đôi chút. Khoan từ từ. Mình nhớ Rotom là hệ ma và hệ điện phải không? Những cái dạng khác của nó là vẫn giữ nguyên hệ ma phải không? Và thay đổi những cái hệ khác chứ đâu phải giữ nguyên hệ điện đâu hả? Vậy thì tại sao con này có thể học được cái đòn Thunderbolt? What the hell? Cũng không biết sao mà lần dù sao thì thằng này mình nghĩ là nó sử dụng hết tất cả những cái thể loại của Rotom. Cho nên hồi nãy có cái tủ lạnh rồi và cái hệ thường nữa. Cho nên sẽ còn cái cắt cỏ, cái lò sưởi, cái cắt cỏ. Nói chung sao cũng được, chúng ta sẽ tung ra RKO và mong chờ vào điều tốt đẹp nhất. Ok, đây là cái máy cắt cỏ. Và bây giờ thì chúng ta cũng sẽ sử dụng cái đòn Fly để hạ gục được con này ngay lượt đầu tiên. Này thì Thunderbolt này. Chúng ta phải cần tới 2 lượt mới hạ gục được con khỉ này. What the hell. Thậm chí không cần tới critical hit. RKO yếu vậy ta. Oh my goodness. Ok, tung ra Nailer để nó có thể sử dụng cái đòn Crunch và hạ gục con này nhờ càng nhanh càng tốt. Mình còn tới 3 con Pokemon lận. Thằng A nó còn tới 4 con Pokemon lận. Tính cả con này, giờ sao? Con này nhanh hơn luôn cả Nailer hả? Thiệt luôn hả? Mấy thằng Rotom này nhanh chó chết vậy. Ôi trời đất ơi, Nailer tự đánh chính mình nữa. Còn gì đau đớn hơn. Ok, ở đây là một đòn Leaf Storm và mình hy vọng rằng đòn này không quá mạnh. Mình vẫn còn 3 con Pokemon khác. Tadakatsu là tung ra sẽ chết luôn. Roxy thì là hệ đá cho nên không xài được, cho nên chỉ còn Bucky thôi. Bucky thì mình thậm chí còn không xài được cái đòn Jump Kick, bởi vì cái đòn đó là hệ võ sĩ và sẽ không có ảnh hưởng với hệ ma. Hai đòn này thì không thể sử dụng với hệ cỏ được, cho nên chúng ta chỉ còn đòn Nature Power thôi. Mình hy vọng là ok, đòn Rock Slide cũng khá là hợp. Yếu vậy. Không thể tin được. Mình sẽ sử dụng tiếp một đúng. Ok. Oh no. Cái bọn vừa này cứ tự đánh chính mình. Hồi nãy mà con Nela không có đánh đến lượt đó thì chúng ta cũng đã hạ gục được con Rotom này rồi. Ôi. Bây giờ thì nó sẽ sử dụng một cái đòn Energy Ball. Và bất kỳ dù không mất bao nhiêu máu nhưng mà ok, bây giờ thì chúng ta cũng đã hạ gục được con Rotom thứ ba. Mình nghĩ là tiếp theo nó sẽ tung ra con Rotom hệ lửa, cho nên mình cũng sẽ đổi sang một con khác và đó sẽ là Roxy. Hy vọng là lần này thì giờ chúng ta cũng có thể hạ gục được thêm một hoặc hai con Rotom nữa trước khi mà mình sẽ phải đổi ra một con khác.
À, con này là hệ bay hả? À, mình nghĩ là đòn Strength chắc hợp chứ hả? Thunder! Ô, đừng! Má Thunder quýnh Roxy mạnh dữ vậy, chó chết, trời đất ơi! Ok, chúng ta cũng đã hạ gục được con Rotom thứ tư của Anne. Và con thứ năm sẽ là... Con thứ năm hình như sẽ là máy giặt hay sao đó. Đúng rồi, mình biết mà, chó chết. À, bây giờ thì mình nghĩ là nó sẽ sử dụng sẽ sử dụng cái đoạn hệ nước nào đó. Và mình nghĩ là mình sẽ tung ra Bucky trong trường hợp này. Bởi vì như vậy thì nó cũng sẽ không bị ảnh hưởng quá nhiều từ những cái đoạn của con Rotom máy giặt này. Ok, đoạn đó hình như là Scout, cái đoạn mà sẽ gây phỏng cho đối phương luôn á. À, mình sẽ tranh thủ cái lượt này để hồi máu cho Bucky và hy vọng rằng thằng Anna sẽ không làm gì trò gì quá dơ dáy. Ok, Bucky thì lượt này nó cũng đã được hồi máu. Và con Pokemon này lại tiếp tục sử dụng cái đòn Skull hồi nãy, rất là tuyệt vời. Ok, mình sẽ tranh thủ cái lượt này để... Không cần. Mình sẽ không sử dụng lượt này để giải tê liệt cho Bucky, mà thay vào đó mình sẽ sử dụng luôn cái đòn Holy ở đây. Để xem coi con này có thể làm được gì. Này thì Rotom này. Ok, chúng ta không thể hạ gục được nó ngay lượt đầu tiên hả? Ok, sao không được, mình sẽ tranh thủ cái lượt này để giải tê liệt cho Bucky. Bởi vì như vậy mình nghĩ là việc nên làm. Ok. Và nó lại tiếp tục sử dụng cái đòn đó, tuyệt vời. Cảm ơn. Mới bị giải tê liệt thì bị phỏng. Không tin được. Mình sẽ sử dụng cái chữa phỏng trong cái trường hợp này để giải phỏng cho dễ giải phỏng tiếng Việt như hạch để chữa cái trạng thái này cho Bucky. Và sau đó thì mình sẽ sử dụng cái lượt tiếp theo để hồi đầy máu cho con Nai. Và cái lượt tiếp theo nữa thì sẽ là cái lượt quyết định, chúng ta sẽ hạ gục được con Rotom thứ năm của anh luôn. Ok, con này chỉ có một đòn để sử dụng thì cũng khá là tuyệt đó. Và ở đây thì mình sẽ sử dụng một đòn Energy Ball chắc là đủ rồi chứ hả? Này thì Rotom nè, con cuối cùng hình như sẽ là hệ lửa hay sao đó. Hình như là cái lò nướng hay gì đó. Ok. Vì vậy cho nên mình nghĩ là mình sẽ tung ra Tadakatsu hay là Roxy ta. Giờ mình nghĩ là mình sẽ tung ra Roxy trong trường hợp này. Bởi vì nó không có bị dính cái trạng thái tê liệt và như vậy thì chúng ta cũng sẽ tiết kiệm được một lượt. Thay vì mình sẽ phải hồi máu và hồi giải tê liệt cho Tadakatsu thì mình chỉ cần hồi máu cho Roxy ở đây thôi. Ok, một cái Hyper Potion chắc là đủ chứ hả? Và sau đó thì chúng ta cũng sẽ chờ xem con Rotom cuối cùng của em sẽ làm gì. Đó là một đòn Thunderbolt. Thật là may mắn hồi nãy mà mình tung ra con Tadakatsu thì nó cũng đã bị hạ gục rồi. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta lại gặp thêm một vấn đề nữa. Đó là nếu mà mình sử dụng con Roxy trong trường hợp này á, thì lượt tiếp theo nó sẽ bị đánh chết bởi vì cái đòn Thunderbolt đó. Và nếu mà mình hồi máu ở đây thì cũng không có gì thay đổi cả, bởi vì lượt tiếp theo thì mình vẫn sẽ phải hồi máu cho Roxy. Cho nên cũng khá là tệ, nhưng mà mình sẽ xem coi. Nó vẫn sử dụng đòn Thunderbolt, ok. Bây giờ thì hết né được rồi. Và nếu mà lượt sau nó sử dụng cái đòn Thunderbolt mà được một cái critical hit thì Roxy cũng sẽ chết một cách vô ích. Cho nên là mình nghĩ là mình sẽ tung ra Bucky trong trường hợp này và liều ăn nhiều. Mình hy vọng là con Rotom sẽ tiếp tục sử dụng cái đòn Thunderbolt kia và không dứt được quá nhiều máu của Bucky. Ok, nhưng mà bây giờ thì chúng ta lại bị tê liệt. Và nếu mà con Rotom này sử dụng một cái đòn hệ lửa thì chắc chắn là Bucky cũng sẽ chết. Mình chắc chắn là như vậy luôn. Nhưng mà chúng ta hãy cùng xem coi nó có thể làm gì đối với một con Bucky đầy máu. Level bloom. Vẫn còn 10 máu, ok, hên. Không sao. Bây giờ thì mình cũng không biết làm sao nữa. Nếu mà tung ra Roxy và nó lại sử dụng cái đòn level bloom thì con này cũng sẽ chết thôi. Thì biết sao không? Kế hoạch của mình hơi ngu một tí, nhưng mà mình sẽ hy sinh Bucky trong trường hợp này. Mình sẽ sử dụng một cái đòn Nature Power. Nhưng mà chắc chắn là con này sẽ tấn công trước, okay, hiểu rồi. Nhưng mà cái kế hoạch của mình là như thế này. Chúng ta sẽ tung ra Roxy ở cái lượt tiếp theo, bởi vì nó có khả năng study cho nên nó có thể sống được ở cái lượt đầu tiên. Và vì vậy cho nên mình có thể tranh thủ cái lượt đó và sử dụng một cái đòn Strength để hạ gục được con Rotom này luôn. Ok, vậy đi đã. Mình đã tính sai. Có lẽ như là khả năng study đó chỉ là có tác dụng ở cái lượt đầu tiên mà chúng ta xuất hiện trong cái trận đánh đó thôi.
Cho nên là con Pokemon cuối cùng con ta đã cắt su. Nếu mà gặp con này thì con Rotom kia chắc chắn sẽ sử dụng một cái đoạn Thunderbolt. Và vì vậy cho nên là Tadakatsu cũng sẽ không có khá khẩm gì hơn những cái đứa đồng đội đã chết trước của nó. Nó sử dụng đòn Level Bloom. Ok. Mình sẽ tranh thủ cái lượt này để giải tê liệt cho Tadakatsu. Và hy vọng rằng cái lượt sau con Rotom đó vẫn đủ ngu gốc để tiếp tục sử dụng cái đòn Level Bloom hồi nãy, chứ không phải là Thunderbolt. Như vậy thì chúng ta cũng sẽ có một cơ hội. Ok, mọi chuyện không bao giờ may mắn được như vậy đối với mình cả. Trong vòng 3 video gần đây thì chúng ta cũng đã bị hạ gục. Chúng ta cũng đã có hai lần chết sạch, khá là đáng tiếc. Nhưng mà dù sao thì với cái sự kiện đáng tiếc này thì mình nghĩ đây cũng sẽ là kết thúc cho video này. Trước sau thì chúng ta cũng sẽ cùng xem cái mini game tí xíu. Câu trả lời cho câu hỏi ngày hôm nay là Master Chief, nhân vật chính trong cái dòng game Halo rất nổi tiếng của Microsoft. Dù sao thì đó cũng là tất cả những gì mà mình muốn cho các bạn xem trong video này. Ở video tiếp theo thì chúng ta cũng sẽ luyện level một tí xíu và thách đấu với anh một lần nữa. Nhưng mà dù sao thì tới đó hẳn tính. Còn bây giờ thì rất cảm ơn các bạn đã xem video này. Nếu các bạn có ý kiến gì thì có thể phần comment dưới mình sau đó. Ngoài ra thì chúng ta sẽ cùng gặp lại sau. Mình là Đại Yêu luôn. Xin chào.